Trận đấu bù vòng 1 giữa Burnley và Man United đã kết thúc với tỷ số 0-1 nghiêng về bầy quỷ đỏ. Sự tỏa sáng đúng lúc của tiền vệ Paul Pogba đã đưa anh cùng các đồng đội lên ngôi đầu bảng một cách hoàn hảo. Bây giờ, hãy cùng bóng đá24h.vn và trên đường pitch đến với chuyên mục tường thuật và bình luận sau trận đấu rạng sáng nay. Trước giờ bóng lăn, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã lo ngại Paul Pogba, Shaw và Lindelof không thể ra sân vì chấn thương, nhưng thực tế chỉ là duy nhất Victor Lindelof phải ngồi ngoài. Bên cạnh đó, lão tướng Edinson Cavani cũng tái xuất sau án phạt hành vi phân biệt chủng tộc hoặc điều gì đó tương tự. Về cơ bản, Manchester United triển khai sơ đồ đội hình 4-2-3-1 với David De Gea trong cầu môn, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Eric Bailly và Luke Shaw ở ngự phía trước. Trên hàng tiền vệ, Paul Pogba và Nemanja Matic đã cặp tiền vệ trung tâm thay thế Fred và Scott McTominay, trong khi Marcus Rashford, Anthony Martial và Bruno Fernandes có nhiệm vụ hỗ trợ cho lão tướng người Uruguay đá cao nhất trên hàng tiền đạo. Về phía đội chủ nhà Burnley, huấn luyện viên Sondage tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-4-2 quen thuộc. Thủ thành Nick Pope tiếp tục chấn giữ cầu môn. Phía trên là bộ tứ Matthew Lawton, James Tarkowski, Ben Mee và Peters. Trên hàng tiền vệ, Brohill, Westwood, Goodmunson và Brady có suất đá chính. Cuối cùng, cặp đôi Chris Wood và Ashley Barnes đá cao nhất trên hàng công. Vắng mặt đáng tiếc nhất chính là trường hợp của chuyên gia tạt bóng Dwight McNeil, người chỉ có mặt trên ghế dự bị và gây hoang mang với tin đồn cho rằng anh đang nhiễm Covid-19. Dù bị đánh giá thấp hơn hẳn, song chủ nhà Burnley lại nhập cuộc khá tốt trong khoảng 10 phút đầu tiên. Họ có được vài tình huống gây sóng gió về cầu môn của các vị khách, nhưng không hẳn gây nguy hiểm ở các pha dứt điểm cuối cùng. Phải đến phút 16 thì Man United mới tìm được cơ hội đáng chú ý. Luke Shaw có bóng bên cánh trái, anh căng ngang vào trong để cho Bruno Fernandes dứt điểm nhanh, nhưng cú đá của ngôi sao người Bồ Đào Nha không thể làm khó thủ môn Nick Pope. Chỉ một phút sau, Bruno đóng vai trò kiến tạo giúp Anthony Martial tung ra cú đá xe đạp chổng ngược, nhưng cũng không mang lại điều gì tích cực. Phút 22, Bruno Fernandes tiếp tục gây chú ý, nhưng lần này anh bị dồn ép và để Burnley cướp bóng, tổ chức phản công ngược lại ngay bên phần sân của Man United. Dù vậy, Eric Bailly đã lăn xả trước pha dứt điểm Chris Wood. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong hiệp 1 đến từ một tình huống Domino phạm lỗi ở phút 30. Luke Shaw vào bóng cực giát với Goodmunson và đưa bóng cho Bruno Fernandes, người nhìn thấy Edinson Cavani và tung ra đường bóng dài lên phía trên. Sau đó, lão tướng người Uruguay cũng bị phạm lỗi ngay trước vòng cấm địa của Burnley. Trọng tài Kevin Friend rút thẻ vàng dành cho Brady sau pha vào bóng thô bạo với Cavani, nhưng tổ VAR yêu cầu vị vua áo đen ra ngoài đường biên để xem lại pha bóng trước đó, và phải mất gần 2 phút thì ông Friend mới quyết định rằng tình huống nên kết thúc ngay từ khi Shaw đạp vào ống chân đối phương. Do đó, đương nhiên Man United không thể có pha đá phạt trực tiếp và hậu vệ số 23 cũng phải nhận thẻ vàng. Vài phút sau, trung vệ Harry Maguire đánh đầu tung lưới Burnley, nhưng vận đen vẫn chưa hết đeo bám các vị khách khi bàn thắng không được công nhận vì lỗi đè người đối phương khi nhảy lên tranh chấp. Phút 43, đến lượt Martial cứ lỏng đẹp mắt khiến thủ thành Nick Pope phải bay người hết cỡ để cản phá. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1. Bước sang hiệp thi đấu tiếp theo, các vị khách chưa dồn ép hoàn toàn và đội chủ nhà chỉ có biết cách lùi sâu để bảo vệ tỷ số hòa không đều. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực, Man United cũng tìm được bàn mở tỷ số phút 71. Marcus Rashford, người im tiếng trong hầu hết thời gian trước đó, đã tung ra đường truyền ngược trở lại tuyến 2, giúp Pogba vô lề đậm người hậu vệ đối phương, đưa trái bóng lọt qua háng của Nick Pope, bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng từ phía các cầu thủ Burnley. Nhận bàn thua, phá sản kế hoạch chưa lùi sâu, Burnley buộc phải dồn lên tấn công, hòng tìm kiếm điều gì đó tích cực. Dù vậy, tất cả những gì họ làm được chỉ là 5 phút cuối dâng cao và tạo ra một vài pha bóng nguy hiểm. Ngoài ra, công nghệ VAR cũng đã vào cuộc để xác định xem liệu Harry Maguire có dùng tay chơi bóng hay không. Mặc dù chả có quả phạt đền nào được xác định ở trận này, chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội khách. Với 3 điểm từ trận đấu này, Quỷ Đỏ đã chiếm lấy ngôi đầu bảng Premier League 2020-2021 với 3 điểm nhiều hơn Liverpool và tự tin cho chuyến hành quân đến Anfield vào ngày 17 tháng 1 sắp tới. Sau trận đấu, cả hai huấn luyện viên đều có những phát biểu đáng chú ý trên Sky Sports. Huấn luyện viên Solskjaer nói: "Bạn sẽ mỉm cười khi giành được 3 điểm ở Premier League. Pogba là một cầu thủ lớn đối với chúng tôi. Anh ấy là một nhân vật quan trọng trong phòng thay đồ, luôn là người mà các chàng trai hướng đến. Anh ấy là nhà vô địch thế giới. Chúng tôi đang thấy những gì tốt nhất của Paul ở thời điểm hiện tại. Anh ấy trở nên tốt hơn và tốt hơn mọi trận đấu. Bây giờ, chúng tôi đang ở ngôi đầu bảng, hơn Liverpool 3 điểm. Tất nhiên chúng tôi biết mình sẽ gặp nhà vô địch. Những người đã có 3 mùa giải rưỡi không thể tin được. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng." Trong khi đó, Sondage nói: "Tôi nghĩ đó là một màn trình diễn tốt trước một đội bóng hàng đầu và cũng đang chơi tuyệt vời trong thời gian qua. Chúng tôi đang cải thiện và sẽ tiếp tục phát triển khi mùa giải tiếp diễn. Tôi nghĩ rằng các trọng tài đã giải quyết sự cố trong hiệp 1 theo cách tốt nhất có thể. Kết quả đó là chính xác. Tôi không muốn thấy những cầu thủ bị phạt thẻ đỏ, nhưng vào một ngày khác, Luke có thể đã phải rời sân vì điều đó."
Về giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, bóng đá 24h.vn và trên đường pitch xin được lựa chọn Paul Pogba. Ngôi sao người Pháp ghi bàn thắng duy nhất đưa Man United tới ngôi vị đầu bảng lần đầu tiên ở mùa giải năm nay. Anh cũng quán xuyến tốt khu vực trung tuyến và không để đối phương tạo ra bất cứ cơ hội nào đáng kể. Đánh giá một cách tổng quan, Manchester United chơi trên sân Burnley trong phần lớn thời gian thi đấu và sự chủ động hoàn hảo của các vị khách đã giúp họ có được 3 điểm hoàn toàn xứng đáng. Sự khác biệt đến từ việc bầy quỷ đỏ không còn bế tắc trước các đối thủ chưa lùi sâu như trước, và đây là dấu hiệu cải thiện lớn lao của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer. Trên thực tế, đội chủ sân Old Trafford mới thi đấu 17 trận, nghĩa là họ còn chưa đi hết giai đoạn 1 nên vẫn còn quá sớm để nghĩ về ngôi vô địch. Trong khi Man City vẫn còn đến 2 trận chưa đá, rồi Everton, Leicester hay Tottenham cũng đang bám đuổi rất xì xào. Dù vậy, những chiến thắng trước các đối thủ chiếu dưới sẽ giúp Man United tích lũy điểm số cho cuộc đua tới ngôi vương nước Anh. Mà sau tài vào ngày 17 tháng 1 sắp tới chắc chắn sẽ là tâm điểm lượt đi mùa này.